Học tiếng Anh cùng bạn. Hello everybody. Ok, bây giờ tôi sẽ cùng nhau học một cái bài viết như buổi trước. Thì nó yêu cầu chúng ta là đọc và nói lại thôi, đúng không? Đọc. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số từ mới thì mình đọc lướt qua bài này nhé. Ở đây chúng ta sẽ học về cái nhóm nhạc 4x4. Nhóm này nó là của thập kỷ rất lâu rồi, thì các bạn có thể lên Google và search các bài hát của nhóm nhạc này, nó hơi lâu lắm rồi. Thế bây giờ mình sẽ mở cái bài nghe này luôn cho các bạn nghe luôn nhé. Đó là bài tần 3.8. Thì mở luôn cho các bạn nghe để các bạn có gọi là cái não của bạn nó có cái gọi là thẩm định về ngôn ngữ. Tape script 3.8. A pop group. Hi. 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 Now, you're Melanie, yes? That's right. And you're from Australia. Uh-huh. How old are you, Melanie? I'm 22. And Kath and George, you're from the United States, yeah? No. We aren't from the United States. We're from England. Uh-huh. England. Sorry. How old are you both? I'm 21 and George is 20. And I'm 19. Thanks. Now, who's married in 4x4? Well, I'm not married. We are married. Melanie, are you married? Yes, I am. Well, thank you, 4x4. Welcome to New York. It's great here, thanks. Ok, vậy là ta thấy là một cái cuộc phỏng vấn qua đài. Đấy, có video một cuộc phỏng vấn như vậy. Thì cái người phỏng vấn đã hỏi bốn người này. Thì các bạn nghe để thẩm định như tôi. Thì nếu mình sẽ dừng từng câu để phân tích với các bạn sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích nhìn các bài khóa này. This is the pop group 4x4. Melanie Giant is from Australia. EVS Lascaux is from France. Một người là đến từ Australia, một người lại đến từ France. Đó, Cass and George Quarter. Right. Are from England. Ta có hai người đến từ England. They are on tour in the United States. Họ đang trên đường để đi đến Mỹ. We are in New York. We are in New York. Chúng tôi đang ở Mỹ. Đây là cái câu viết màu xanh này, là cái câu đóng ngoặc kép này, là chính cái người, bốn cái người này, một trong bốn người này nói. We are in New York. We are at radio. Chúng tôi đã ở trong cái đài phát thanh. Radio là cái đài nhé, radio đấy. Là cái đài, là cái đài phát thanh City Music Hall. Đấy, đài phát thanh City Music Hall. It's great. Ta sẽ có từ mới, từ great. Từ radio. The music là âm nhạc, quá quen rồi. The hall nha, là từ mới. Who's married in 4x4? Câu này bạn dịch được không? Câu này có nghĩa là ai đã kết hôn trong 4x4? Thì Yves nói là I am not married. George and Cass là we aren't married. Chúng tôi cũng không kết hôn, chỉ có Melanie. Melanie, I am, tức là tôi đã kết hôn, đúng không? Ở đây không có từ yes, nhưng mà ta vẫn biết là yes, I am. Đấy, trả lời. Cảm giác nó vẫn lịch sự, đúng không? Cảm giác lịch sự hơn. Cảm giác vẫn lịch sự như là có từ yes, đúng không? Thì cái phần bài nghe của chúng ta ấy, nó không giống như bài viết, đúng không? Bài viết nó là nội dung, nó là cung cấp nội dung thông tin tương tự với bài nghe để chúng ta gọi là bắt ngôn ngữ thôi. Thì mình sẽ cho các bạn nghe hai lần, sau đó mình sẽ giúp các bạn nghe được. Thế thì còn vấn đề ở đây là chúng ta nghe xong thì chúng ta điền hoàn thành vào đây, đọc lại cũng được, điền được rồi, đọc chỉ đọc bên trên đã điền được rồi. Ví dụ the name ở cái group là boy for rồi, quá dễ, boy for. Thế thì from Australia thì ta ở đây là ai đến từ Australia thì bạn ghi vào đây thôi, đúng không? Các bạn lấy cái tên bên trên này này, điền vào đây, tưởng lấy mình từ bài viết bên trên điền vào. Đấy, thì trong đây này còn câu lạnh thế, đến từ England này các bạn cũng điền vào thôi. Đấy, đến từ Pháp này, đến từ Pháp này, ai đến từ Pháp thì các bạn cũng điền vào đây. Đấy, quá đơn giản. Rồi là chúng tôi đang ở trong tour, từ tour là từ mới đúng không nhỉ, từ tour, chúng ta điền từ tour, tour cũng là từ mới. We are on tour. Đấy, có thể là mình nói đáp án rồi, we are nhé, we are on tour. In United States. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Và sau khi nghe xong thì mình sẽ phân tích với các bạn thôi nhé. Còn cái việc trả lời câu hỏi là việc các bạn này, ví dụ cô bao nhiêu tuổi này, họ bao nhiêu tuổi này, rồi là họ đã kết hôn hay chưa. Đấy, các bạn tự trả lời, quá dễ thôi. Thế còn cái việc mà chúng ta phải làm việc với nhau thì đáng nhẽ là phải làm trên lớp học cơ, nhưng đây không có lớp học thì
chúng ta chỉ học qua video, đó là kết cặp bốn người trong một lớp, bốn người trong một lớp trở thành một nhóm để hỏi nhau, thì chúng ta không làm được việc này, phải học trên lớp cơ. Thì cái phần ngữ pháp và tuần từ mới là mình sẽ cho các bạn. Thì phần ngữ pháp ta sẽ nhìn thấy là we are, đúng không ạ? We thì đi với are và nó viết tắt như thế này, we are này viết tắt đấy, phải re. Thế còn we aren't là we are not đấy, we are not viết cắt là we aren't, thì cũng là phải vẫn viết chữ a bình thường và nt phải thôi, đúng không ạ? Rất dễ. Thì các bạn chép đi chép lại cái này vài lần vào vở thế này các bạn thuộc thôi. Chúng ta sẽ có từ mới đầu tiên là từ tour này chúng ta sẽ đọc là u ơ là tour, hoặc là to r nhé, to r thì là tour, à cái này là tour, đọc là tour sẽ dễ hơn đúng không ạ? Tour. Tiếp theo ta có từ gì nữa nhỉ? Từ hall, từ great. Thì ta có từ hall là từ sảnh và từ great là từ vĩ đại. Ta có từ radio là cái đài thôi, radio là cái đài, city là thành phố này, music là âm nhạc thì quá quen. Các bạn nào chưa biết nhá thì radio là cái đài, đài hay là cái radio. City là thành phố, ta học chán rồi đúng không? Music là âm nhạc, music quen, music là âm nhạc, quá music là âm nhạc thì nó quá quen rồi. À, thế vậy nó không có từ mới nữa rồi. Bây giờ sẽ cùng nhau luyện nghe hai lần rồi Lộc sẽ giúp các bạn nhé. Tape script 3.8. A pop group. Hi. 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 Now, you're Melanie, yes? That's right. And you're from Australia. Uh-huh. How old are you, Melanie? I'm 22. And Kath and George, you're from the United States, yeah? No. We aren't from the United States. We're from England. Uh-huh. England. Sorry. How old are you both? I'm 21 and George is 20. And I'm 19. Thanks. Now, who's married in 4x4? Well, I'm not married. We are married. Melanie, are you married? Yes, I am. Well, thank you, 4x4. Welcome to New York. It's great here. Thanks. Tape script 3.8. A pop group. Hi. 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 Now, you're Melanie, yes? That's right. And you're from Australia. Uh-huh. How old are you, Melanie? I'm 22. And Kath and George, you're from the United States, yeah? No. We aren't from the United States. We're from England. Uh-huh. England. Sorry. How old are you both? I'm 21 and George is 20. And I'm 19. Thanks. Now, who's married in 4x4? Well, I'm not married. We are married. Melanie, are you married? Yes, I am. Well, thank you, 4x4. Welcome to New York. It's great here. Thanks. Bây giờ mình sẽ giúp các bạn nghe nha. Tape script 3.8. Đây là một cái tape script. Tape script là cái bài nghe. 3.8 là 3.8 nhá. Nhiều bạn nghe mãi không hiểu gì, học cái bài này vẫn chưa hiểu tape script. 3.8. A pop group. The pop group này. The pop group. Hi. Yeah, chào nhau thôi, hi thôi. Now. Now, nó có từ now. Now, now là ngay bây giờ đúng không ạ? Now là ngay bây giờ. Bây giờ hay là ngay bây giờ? Now. Now. Now là bây giờ, ngay bây giờ. Ngay lúc này, ngay lập tức, ngay tức khắc. You're Melanie, yes? You're Melon. Ở đây là you are Melon ấy, nhưng mà nó là viết tắt, nó đọc tắt ấy, thì là you're Melon. You're Melon. Đây là Melanie này, Melon. Đấy, you're Melon. Nghe rõ nha. That's right. That's right. That's right. Chúng ta không biết từ that's right này. Đúng rồi đó, đúng đấy. That's right. Giúp bạn nghe bằng được thì thôi. And you are from Australia. You are from Australia. Uh-huh. Đầu tiên là trả lời rất sai, bây giờ thì aha thôi. How old are you? How old are you, Melon? I'm 22. I'm 22, dễ đúng không? How old are you? Thì là 22 là 22 tuổi thôi. And Kath and George. And Kath
And George, hai người này. You're from the United States. You are from the United States. Bạn đến từ Mỹ phải không? Yeah. No. No. Rồi, trả lời yeah. Yeah là gạ là đúng không đấy, kiểu thế. No. No. We aren't from the United States. Đấy. We aren't. Yeah, we aren't. We aren't chính là cái này này. We aren't married này. Tức là viết tắt này. We aren't you. We aren't from the United States. Là chúng tôi không đến từ the United States. Trả lời nó như thế, nó lịch sự các bạn nhé. Nên là we aren't. Trả lời đầy đủ nha. From the United States. We're from England. Yeah. We are from England. We from England. We này. We are phát này. We are. In này. We are from England. Viết tắt mà, đọc nhẹ. We are from England. England. Sorry. Sorry. Sorry là xin lỗi. Có số các bạn biết, các bạn không biết. Sorry là xin lỗi. How old are you both? Yeah. How old are you? 21 and George is 20. Yeah. How old are you? Thì nó trả lời I'm 21. I'm 21. Còn George. George 20, một người là 21, một người là 20. Một người là 21, một người là 20 là 21 và 20. And I'm 19. And I'm 19. Thanks. Yeah, Evis là 19, 19 tuổi. Now, who's married in 4x4? Who married in 4x4? Tức là trong cái nhóm của bạn, nhóm boyfriend. Tức là trong nhóm boyfriend này thì ai đã kết hôn rồi? Well, I'm not married. Well, I'm not married. Evie trả lời là 19 tuổi thì chưa kết hôn đúng không ạ? We aren't married. Nha. We aren't married. Nhiều các bạn lại nói là we are. Không phải họ. We aren't married. Tức là hai chúng tôi cũng đều chưa kết hôn. We aren't married. We aren't married. Nhiều người cứ nghĩ là we are married. Cứ nghĩ là Kate và George là vợ chồng. Không phải. We aren't. Tức là chúng tôi không kết hôn, chưa kết hôn. Melanie? Are you married? Are you married? Yes. Yes. I am. Yes, I am. Yes, I am. Well, thank you. Cảm ơn. Well là tốt rồi. Ok rồi, ổn rồi. Thank you, 4x4. Welcome to New York. It's great here. Thanks.